Công Phượng, Công Phượng sút. Đây là lượt sút thứ tư đúng không? Của Hoàng Anh Gia Lai. Sút của Công Phượng cực kỳ là điềm tĩnh. Cú sút quyết định. Washington Randall. Xin chúc mừng các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy là cuối cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã giành được chiến thắng trước câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn để ghi tên vào bán kết của cúp quốc gia, một trận đấu cực kỳ là khó khăn của các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy là xin chúc mừng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Sân Trường, Minh Vương, các bạn cũng đã có được ít nhất là một tấm huy chương đồng ở cúp quốc gia. Đây có thể nói là thành quả đầu tiên của lứa cầu thủ được ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho ra rằng từ năm 2014, và có thể nói sau 8 năm thì bây giờ thì các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ mới có cơ hội tìm kiếm được danh hiệu đầu tiên. Xin chúc mừng các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, có thể nói là rất vui cả nhà. Một chiến thắng khó khăn nhưng là nỗ lực đến cùng sau khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để đối thủ vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp 2. Xin chào quý khán giả đang theo dõi livestream. Huấn luyện viên Kiati Sắc và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Tuấn Linh, ngày hôm nay anh đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ đội bóng Phố Núi. Đây là thủ môn Văn Lợi. Có thể nói là một trận đấu vô cùng là khó khăn. Ở hiệp 1 cũng như là hiệp 2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên tục phải chịu sức ép tới từ những tình huống tấn công rất nguy hiểm của các cầu thủ Sài Gòn FC. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã qua và niềm vui đã đến với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ngày hôm nay Trần Hữu Đông Triều ra sân trong khoảng 3 phút cuối trận và Đông Triều đã thực hiện thành công tình huống đá 11m. Xin chúc mừng Văn Thanh, xin chúc mừng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Xin chúc mừng Tuấn Anh, chúc mừng Đông Triều, ngày hôm nay rất là vui.
Công Phượng ngày hôm nay đã thi đấu đến mức mà có dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên là khi đá penalty thì Công Phượng vẫn thực hiện có thể nói là rất tốt cả nhà. Các bạn đang xem livestream của mình thì có thể cho Ngoài Đường Pitch xin một like và share mạnh mẽ clip này được không ạ? Ngoài Đường Pitch rất là cảm ơn cả nhà. Tối ngày hôm nay thì mình có hẹn với các cầu thủ cho nên là mình sẽ không livestream nữa. Cho nên là ngay ở thời điểm này cũng chính là phần livestream khép lại chương trình tối ngày hôm nay của mình. Ban huấn luyện đang kêu gọi các cầu thủ đi ra để căng cơ. Vào ngày 13 tháng 9 tới đây thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có một trận đấu dự báo khó khăn nữa ở vòng 16 V-League, trận đấu trên sân Gò Đậu. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách của BKMX Bình Dương. Ao Hoàng hôm nay vào sân ở hiệp 2 thi đấu rất nỗ lực và để lại nhiều ấn tượng. Đây là những hình ảnh đang được trực tiếp ngay trên sân vận động Pleiku. Rất là cảm ơn cả nhà. Một trận đấu mang lại cảm giác đau tim, thòng tim và bất kỳ một cái vấn đề gì đó liên quan đến tim. Thật sự là một trận đấu rất là khó khăn của Hoàng Anh Gia Lai. Đối thủ đã hiểu quá rõ. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức rõ ràng đã biết cách để bắt bài cũng như là phong tỏa lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên là nỗ lực của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt ở hiệp 2, một hình ảnh rất là trái ngược so với cách đây 4 ngày. Huấn luyện viên Kia Tisak vẫn đang trò chuyện cùng với từng người. Các cầu thủ vào phòng. Chúc mừng anh. Dạ, chúc mừng anh. Dạ. Công Phượng và hai ngoại binh Mauricio và Washington Brandao vẫn nán lại ở ngoài sân để trò chuyện cùng với nhau. Mừng ông xã của mình. Những hình ảnh có thể nói rất dễ thương cả nhà. Hình ảnh dễ thương quá. Những hình ảnh có thể nói là rất dễ thương, hú vía và dễ thương cả nhà. Cùng Cool vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Cool nhận quà cực Cool, sang thẻ quà Cool trong mỗi lốc sữa Cool bất kỳ, tích lũy 24 thẻ đổi ngay một quà cầm tay Cool thổi bay cơn nóng mùa hè, tích lũy 36 thẻ quà Cool đổi ngay một ba lô hoodie Cool không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Cool đổi liền tay một bóng phản quang Cool, thỏa sức vận động cả ngày. Săng thẻ siêu vận động đổi một đôi giày patin Cool siêu ngầu. Cực sốc, săng được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săng quà Cool ngay thôi các bạn ơi.